Kira Koto, chào bạn ha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn coi lại cái về cái phí visa của New Zealand nhé. Hôm nay thông báo là sáng 10 sẽ tăng nhé. Các bạn dễ lắng bạn dõi Immigration News đây ha. Để bạn biết gọi thông báo ở đây thì vừa New đó mình gọi New Center, mình gọi đây tất cả thông báo gì đó. Thì phí tăng, phí visa tăng trong tháng 10 sắp tới bạn ha. Thì mình coi tăng cái gì, tăng bao nhiêu nha. Đây, increase to visa. Right, charges come into effect from the 1st of October ha. Ngày 1 tháng 10 rồi đó là thay đổi áp dụng nhé. Thì mình phải đọc cái phí, anh chị coi. Đây, phí visa các bạn. Rồi, skill resident visa hồi hiện tại bây giờ là 4.290, thấy không? Rồi, nhưng mà đến tháng 1 tháng 10 sắp tới là lên 6.450, là tăng khoảng 2.200 mấy bạn ha. Đó, hay dữ không? Tăng khoảng 2.000 luôn. Tăng gần là 50%. Đó. Càng ngày càng tăng. Phí hồi, bạn biết hồi xưa mình làm resident visa của mình đó là one of resident nó có hình như có 2.700 à. Thấy không? Mà giờ lên 4.200 giờ tăng lên 6.400, cực kỳ mắc ha. Càng ngày càng mắc, phí càng ngày càng tăng. Tính ra mình tranh thủ mình có điều kiện mình nộp sớm mình cứ nộp đi. Chứ chần chừ là nó sẽ giá càng ngày càng tăng ha. Rồi như vậy ví dụ như resident from work category nè, cũng 4.200, cũng tăng lên 6.490 ha. Đó, mình đang tiếp tục mình coi những cái dưới cho anh chị coi về về thường resident visa, từ hai cái đó có là skill migrant, skill resident visa với lại resident visa from work ha. Rồi parents retirement category nữa ha. Mấy cái này thì từ 5.000 mà giờ lên thấy parent ha. Ở đây parent đây. 5.260 mà tháng 10 tăng lên 12.850, tăng 100% luôn. Kinh thật. Immigration phí visa ngày càng tăng. Rồi, về permanent resident visa, những ai mà hiện tại đang có resident visa mà sắp tới sẽ nộp permanent resident visa mà hiện tại thì có rồi, tranh thủ nộp liền đi. Mà đợi sau tháng 10 mình nộp là nó tăng lên 315 ha. Hồi đó mình nộp có 240 rồi ha. Mà giờ lên mình mới nộp đã cách năm mấy đấy. Bên đây là 24 mà tháng 10 tới là 315 ha. Đây, anh chị thấy nó tăng dữ không? Tăng 75 đồng lượt. Cực kỳ ha, cho nên tranh thủ có resident anh nộp lên. Rồi, tăng trong variation of travel condition on resident visa. Hồi xưa mình về Tết các bạn, mình phải nộp cái variation of travel condition on của cái resident visa của mình á là 240. Bữa nay tăng lên là 320. Mắc bạn thấy không? Càng ngày càng tăng. Đó. Đó, mình kéo xuống những cái loại visa. Ví dụ visitor visa bạn nè, nhiều người cũng trông chờ. Visitor visa hiện tại giờ là 211. Tính ra 211 là có 3 triệu 3 triệu mấy ở Việt Nam mình thôi. Nhưng mà sắp tới ngày 1 tháng 10 sẽ tăng lên 341. Tăng đến 130 phải không? Ghê không? Đó. 341 là gần 5 triệu mấy nè. Đó, cho nên là visitor visa tăng kinh khủng. 211 giờ tăng lên 341. Đó. Vậy là đây thông tin rõ ràng chính thống, anh chị cứ lên đọc ha. Student visa, cái này mới hay anh chị nè ha. Student visa nhiều người học lắm nè. Đó, hồi xưa giờ hiện tại bây giờ là 375 đô. Cái student visa mà tháng 10 sắp tới là lên 750. Đó, tăng gấp đôi. Kinh không? Đây student visa cái thứ hai anh chị coi nè. Đó. Là 700, tổng là 700, 375 giờ tăng lên 750. Rồi post study work visa, anh chị học level 7 trở lên, học là level 8 sau đại học thì rồi nộp là 700. Nhưng hiện tháng 10 sắp tới lên 1.600. Trời ơi, tăng gần 1.000 đô luôn. Kinh khủng. 1.670. Kinh thì chứ. Tính là phí của New Zealand visa tăng khủng khiếp, anh chị thấy không? Post study work visa nha, anh chị học xong mình thì tự nộp nha, phải mất thêm 1.600 nữa. Kinh khủng. Trong khi student visa là hiện tại bây giờ tháng 10 tới là mình 750. Tất cả mọi thứ đều tăng các bạn, mình không thấy giảm luôn á. Mình qua 2016 là rất rẻ và cứ thế tăng dần. Thì hiện tại nó vẫn rẻ thôi, khoảng như chục năm sau là lại tăng tiếp, nhưng mà nó tăng liên tục à. Cho nên được cái gì mình làm được mình cứ làm trước rồi, chứ không có là đợi nó sẽ tăng. Rồi, work visa partner. Hồi đó vợ mình qua mình nộp bạn ha, có 806 à. Đó, mà hiện sắp tới tháng 10 nộp 1.600, tăng gấp đôi. Ghê không?
work visa partner ha. Rồi work to resident. À, work to resident là 8 năm 6 giờ tăng 1.600. Kinh khủng, quá tăng. Working holidays. À, anh chị anh sắp tới working holidays nộp thì là hiện tại bây giờ là 420. À, mà giờ lên 670. Dữ dằn, tăng kinh khủng. Đó. Accredited employer work visa. À, 750 giờ tăng 1.500. Rồi, accredited employer, các anh chị qua đây muốn làm bên ngoài bên New Zealand bảo lãnh, anh chị phải có cái này. Đây, mà lên 1.540. Quá dữ. Các bạn thấy không? Phí tăng liên tục, quá dữ ha. Đây, có những cái này mình những cái mình kéo xuống cho anh chị coi thực tế, không có áp dụng, mình không có chú trọng ha. Đó. Kéo xuống tiếp. Rồi, recognize seasonal work employee status. Không có gì hết. Mấy này chơi, mấy này là entertainment industry ha, mấy người bị dùng âm nhạc qua đây. Mấy cái này là cho employer accreditation nè, những người nộp ha. Thấy không? Quá trời. Thấy không? Anh chị thấy không? Tăng, quá tăng luôn. Đó, anh chị vô table of changes to fee and levies raise. Cái nào? Đó, đây mình thay bản ha, mình đã chia sẻ, mình sẽ đăng nhập cái đường link trong cái video của mình cho anh chị coi nha, để anh chị biết được coi cái giá tăng khủng khiếp. Tính hồi xưa mình qua bạn làm rẻ lắm bạn ơi. Nhưng mà giờ phí cảm như quá tăng, poster đi buộc visa mà lên 1.600 luôn nè. Hồi xưa mình học, mình tự làm, mình mới học ra trường đâu có tiền nhiều đâu mà giờ kêu poster đi 1.670, kinh khủng không? Visitor visa tăng lên 341. Cực kỳ. Nói chung là tăng student visa lên 750. Quá nhiều. À, mình chia sẻ như vậy thôi mà anh chị nhé. Rồi, cảm ơn anh chị đăng ký kênh của mình và đăng ký và share kênh của mình nha. Kênh mình nói về cuộc sống New Zealand và chia sẻ mọi thứ mới về cuộc sống con người và cũng như nhập cư New Zealand nhé. Rồi, chào các anh chị nha.